Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog ha. Hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 2 ở Tân Uyên, Bình Dương gần vòng xoay Kim Hằng nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn tổng hợp giá xe tháng 6 nha. Rồi thì đầu tiên là mẫu xe SH ha. Đây là SH lớn nha. Đó thì SH thì có hai phiên bản là 150 và 125 phân khối nha. Đối với 125 phân khối là có phanh ABS và CBS. Thì 125i phanh CBS có giá là 69 triệu, còn 125i ABS thì có giá là 90 triệu. Tiếp theo là 150 CBS thì có giá là 101 triệu, còn 150 ABS thì có giá là 111 triệu nha các bạn. Đó thì giá của SH này cũng đang giảm nha các bạn. Tiếp theo là SH Mod nha. SH Mod thì có hai phiên bản là CBS và ABS. Đối với phiên bản CBS màu trắng đỏ, màu trắng và màu đỏ thì có giá là 62 triệu, còn màu vàng và xanh lam thì có giá là 61 triệu nha các bạn. Tiếp theo là SH Mod phiên bản ABS. Đối với phiên bản cá tính màu bạc thì có giá là 68 triệu rưỡi. Cá tính màu đỏ đen thì có giá là 68 triệu và thời trang tất cả các màu là có giá là 62 triệu rưỡi nha các bạn. Đó, SH Mod thì rất là được lòng của các chị em phụ nữ nha. Rồi, đây trước mặt các bạn đây là dòng BCX nè. BCX thì có hai loại là 125 phân khối và 150 phân khối. Tất cả đều sử dụng ổ khóa dòng Smart Key nha các bạn. Đối với 125 phân khối thì có giá là 53 triệu rưỡi. Còn đối với 150 phân khối thì có giá là 66 triệu rưỡi nha các bạn. Rồi, trước mặt các bạn đây tiếp tục là mẫu xe Winner X ha. Thì mẫu xe này sẽ được khuyến mãi 2 triệu phí trước bạ nha các bạn. Đó thì mẫu xe Winner X có rất là nhiều phiên bản nha. Đầu tiên là phiên bản thể thao nè, đây là phiên bản rẻ nhất với giá là 39 triệu. Tiếp theo là phiên bản Camo ABS và đen mờ ABS thì có giá là 42 triệu 500. Phiên bản đường đua thì có giá là 44 triệu nha các bạn. Còn một phiên bản mới nữa mới ra đó là phiên bản thể thao ABS thì có giá là 45 triệu rưỡi nha các bạn. Thì những cái mẫu xe Winner X đó, nếu mà được độ màu thì các bạn cộng thêm cho mình 2 triệu rưỡi nữa nha. Đó. Còn những thứ đồ chơi á, thì mình đã có làm một video clip về những thứ đồ chơi lên chiếc xe Winner X rồi, nên các bạn nào quan tâm thì hãy xem lại video đó giùm mình ha. Rồi, tiếp theo đây là mẫu iPlus 150 và 125 2020 nha các bạn. Trước mặt các bạn là phiên bản đặc biệt của phiên bản 150 nha. Thì đối với phiên bản đặc biệt này sẽ có giá là 56 triệu ha các bạn. Thì đối với phiên bản 150 mà phiên bản tiêu chuẩn á, thì có giá là 55 triệu nha các bạn. Đó, 150 thì nó sẽ có phanh ABS và sạc USB trong hộp trong cốp xe, còn 125 thì không có nha các bạn. Đó, tiếp theo sẽ là mẫu Airbus 125 2020. Đối với phiên bản đặc biệt thì có giá là 43 triệu 500, còn đối với phiên bản tiêu chuẩn thì có giá là 41 triệu nha các bạn. Cũng rất là rẻ luôn ha. Hiện tại thì giá xe tháng 6 nó đang được hạ nha các bạn. Rồi tiếp theo là AB 125 2019 các bạn, thì xe này nó chỉ có 125 phân khối thôi. Đó, cái loại tiêu chuẩn thì không có ổ khóa Smart Key, còn đặc biệt và cao cấp thì sẽ có ổ khóa Smart Key. Đối với phiên bản tiêu chuẩn là có giá 39 triệu, phiên bản cao cấp thì có giá là 40 triệu 500 và phiên bản đặc biệt sẽ có giá là 45 triệu các bạn. Rồi, kế tiếp là dòng xe Lead ha. Đây là dòng xe được nữ giới rất là ưa chuộng với cái cốp xe rất là rộng nha các bạn. Đó, thì dòng xe Lead này đối với phiên bản tiêu chuẩn nó sẽ có mức giá là 38 triệu. Còn phiên bản cao cấp thì nó sẽ có mức giá là 40 triệu 500. Còn phiên bản đặc biệt thì sẽ có mức giá là 41 triệu 500 ha các bạn. Rồi, đây chiếc xe Vision. Xe này là gọi là xe tay ga quốc dân nè. Nếu mà xe số là xe quay alpha quốc dân thì đây là chiếc xe tay ga quốc dân đây. Thì xe Vision á, tiêu chuẩn sử dụng khóa thường thì sẽ có giá là 31 triệu 500. Phiên bản cao cấp màu trắng, xanh và màu đen thì có giá là 33 triệu 500. Phiên bản cao cấp màu đỏ thì sẽ có giá là 34 triệu 500. Và phiên bản đặc biệt màu đen xám và màu trắng đen thì có giá là 35 triệu ha các bạn. Đó, ở bên cửa hàng vừa mới lên chiếc xe Vision màu vàng vàng khè luôn. Mùa hè nóng nực chạy chiếc xe này đỡ nắng ha. Nếu mà xe nào lên lên màu các bạn thêm cho mình 2 triệu rưỡi nha. Rồi, kế tiếp là chiếc Future. Future thì cũng mới ra hai phiên bản màu mới là phiên bản màu xanh đen bánh căm thôi các bạn. Bánh căm thắng thắng đĩa đây. Phiên bản màu xám là bánh đúc ha. Thì Future đối với phiên bản mà bánh căm phanh đĩa thì có giá là 31 triệu 500, còn phiên bản mà mâm đúc thắng đĩa thì sẽ có giá là 34 triệu. Đó. Đây là phiên bản bánh căm thắng đĩa nè. Đó. Còn đây là phiên bản bánh đúc thắng đĩa ha. Bánh căm thắng đĩa thì có giá là 31 triệu 500, còn bánh đúc thắng đĩa thì có giá là 34 triệu. Đặc biệt phiên bản màu đen mờ này sẽ có giá là 35 triệu các bạn, riêng đặc biệt phiên bản đen mờ. Rồi tiếp theo xe quay alpha đó, xe quốc dân, xe số quốc dân ha. Thì xe quay alpha này á, cái xe nào mà sơn lại bạn sơn thêm màu á, thì nó có giá là cộng thêm 2 triệu ha. Thì đối với xe quay alpha tất cả các màu đỏ đen trắng và xanh của nó sẽ có giá là 19 triệu 500 ha các bạn.
đồng giá tất cả các màu luôn. Rồi kế tiếp là xe quay RSX FE ha. Thì xe quay RSX thì có nhiều phiên bản các bạn, cam đùm nè, cam đĩa và mâm đĩa. Đó. Thì bây giờ mình sẽ nói kỹ cho các bạn nghe ha. Đây đây là phiên bản mà vành đúc thắng đĩa. Đó, kế bên đây là phiên bản mà bánh căm thắng đĩa. Còn một phiên bản nữa là bánh căm thắng đùm, tức là không có sử dụng đĩa ha các bạn. Rồi bây giờ mình báo giá cho các bạn ha. Vành đúc, mâm đĩa thì sẽ có giá là 26 triệu ha. Còn đối với mà bánh căm thắng đĩa này thì có giá là 25 triệu. Còn đối với mà phanh cơ á, bánh căm đùm á thì có giá là 23 triệu ha các bạn. 23 triệu 500. Rồi tiếp theo đây, trước mặt các bạn là chiếc Honda Wayblade ha. Thì cũng có rất nhiều phiên bản giống như hồi nãy thôi. Đó, bây giờ mình nói giá luôn nè. Vành đúc thắng đĩa thì có giá là 21 triệu. Đó, bánh căm thắng đĩa thì có giá là 19 triệu 500 và bánh căm thắng đùm có giá là 18 triệu 500 ha. Đó. Nó cũng có ba phiên bản giống như quay RSX nha các bạn. Rồi, đây là mẫu xe MXX ha, thì cũng mới được ra mắt ba màu mới năm 2020 các bạn. Cái video đó mình đã có làm, mà các bạn nào mà muốn xem thì mình sẽ để đường link phía trên cho các bạn xem ha. Đó, thì chiếc MXX này đối với tất cả các màu luôn nha các bạn, thì nó có giá là 51 triệu. Đó, tất cả các màu không phân biệt phiên bản gì hết. Đó, 51 triệu ha. Cái này dành cho những bạn bạn nữ mà có chiều cao khiêm tốn nha. Đó, đây là chiếc CB300 đây. CB300 thì tất cả các màu của nó là có giá là 135 triệu ha các bạn. Ngoài CB300 ra thì còn có chiếc CB150 nữa, thì nó cũng đồng giá luôn. Tất cả các màu là 102 triệu ha các bạn. Đó, cũng sử dụng phanh ABS luôn nha. Đó, CB300 sử dụng phanh ABS. Thì hôm nào mình sẽ làm một cái review về chiếc CB300 cho các bạn xem ha, kỹ hơn về chiếc xe này. Rồi, vừa rồi thì mình cũng đã điểm qua tất cả các mẫu xe ở có trong cửa hàng Hết Honda Giáp Bình Dương nha, chi nhánh 2 nha các bạn. Thì những cái chiếc xe mà Raider nè, Sachia nè, Sonic, Exciter, đó, những cái chiếc đó thì mình sẽ báo giá những cái video clip riêng từng chiếc vào tháng 6 cho các bạn ha. Đó, các bạn hãy xem tổng thể những chiếc xe Honda trước, giá những chiếc xe Honda này trước, rồi mình sẽ làm cái video clip sau ha. Rồi, các bạn nào mà muốn mua xe hay có thắc mắc gì về vấn đề trả góp hay là giá bán thì hãy liên hệ với số điện thoại của anh Trung ha, mình để số điện thoại của anh Trung ở bên góc trái màn hình. Đó, cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy like, share, subscribe cho kênh Cua Vlog nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.